Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn làm cái món măng, gọi là măng già muối ớt. Đây là măng rút đã xế qua hết rồi, xế từng miếng để biến lên già cho dễ. Đây là đậu phụng rang, ối, rồi muối. Đây là muối ăn bình thường nha các bạn, thêm bột ngọt và mình gọi là mì chính. Măng rút vào giá bộ cái nó nhỏ quá. Món măng là nộm xong, giờ chúng ta trộn lại cái này giả nó bị do khối nhỏ không đều, trộn cho nó đều ngọt kiệt gia vị. Món này chế biến rất là đơn giản. Măng rút trắng.